Mới đây, giải bơi đường đua xanh huyện Thống Nhất đã diễn ra và thu hút hơn 200 vận động viên tranh tài với 14 nội dung thi đấu. Đây thực sự là ngày hội sôi động, ghi dấu ấn đậm nét phong trào bơi lội học đường. Qua đó cho thấy phong trào bơi lội ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng trong khối trường học trên địa bàn huyện Thống Nhất trong nhiều năm qua. Xác định bơi lội là một trong những kỹ năng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất rất quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hồ bơi trong trường học đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh rất quan tâm và tạo điều kiện cho con em mình làm quen với môn thể thao được gọi là đường đua xanh này từ rất sớm. Mong rằng các phụ huynh sẽ quan tâm tới các bé là gọi là cho các bé đi tham gia các chương trình bơi lội để mà cái thứ nhất là cho các bé được một cái gọi là sức khỏe, cái thứ hai nữa là sẽ là để cho các bé gọi là có một cái kỹ năng để mà phòng chống đuối nước sau này sẽ rất là tốt và bổ ích cho các bé. Trường tiểu học Hưng Lộc, huyện Thống Nhất năm nay có cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ bơi được đầu tư xây mới nên chất lượng các vận động viên tranh tài quyết liệt và hấp dẫn hơn, được đông đảo phụ huynh học sinh tham gia cổ vũ nhiệt tình. Số lượng vận động viên đông đảo đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở với 14 nội dung thi đấu theo từng lứa tuổi như 8 đến 10 tuổi, 11 đến 12 tuổi, 13 đến 14 tuổi, tranh tài ở các cự ly khác nhau đối với nam và nữ. Dù thi đấu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các vận động viên thi đấu hết mình để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm đẹp cho khán giả theo dõi cổ vũ. Qua hội thi lần này, con rất vui vì được ban tổ chức thi này và được thỏa mãn ước mơ bơi lội của mình và mong muốn ban tổ chức nhiều cuộc thi như vậy để tăng cường sức khỏe và để phòng tránh đuối nước. Thông qua cái giải bơi thì lãnh đạo huyện cũng rất là mong muốn là các em học sinh sẽ tiếp tục tập luyện cái bơi lội, phát triển cái môn bơi trong tất cả các cái trường học nhằm cái mục đích thứ nhất là phải tăng cường về cái thể lực, thể chất cho các em học sinh. Thứ hai nữa là chúng ta cũng thực hiện tốt cái việc phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trong những cái năm qua. Thì cái việc này thì huyện cũng rất là tập trung để làm sao là các em vừa phòng chống tai nạn đuối nước nhưng mà rồi là cũng thông qua cái môn bơi lội là một cái môn thể thao để nâng cao cái thể chất cho học sinh. Giải bơi truyền thống học sinh huyện Thống Nhất năm nay thực sự là sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích, nâng cao sức khỏe cho trẻ em nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích đuối nước. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào bơi lội trong học đường, đồng thời thể hiện vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp, ngành, đoàn thể và xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em.